chí giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo, có nghĩa là cái giá trị, cái số tiền tối đa của một thông tin được gọi là hoàn hảo. Tuy nhiên cái khái niệm hoàn hảo thì thầy đã giảng rồi ha, thầy đã thảo luận với các em rồi. Bây giờ ta sẽ xem coi những cái rủi ro mà người đó quyết định sẽ nhận thấy thì có thể được thể hiện ở cái hồ sơ rủi ro. Vì vậy khi ra quyết định của Thomson về cái việc xây dựng nhà máy nhỏ thì thể hiện trên một cái hình vẽ cái hồ sơ rủi ro này thì cho thấy rằng các cái giá trị sẽ tương ứng với các cái quyết định đó. Ví dụ như xây dựng nhà máy nhỏ thì ta có Thomson sẽ có thể đạt được cái lợi nhuận là 100 triệu hay là lỗ 20 triệu với các cái xác suất tương ứng. Như vậy cái cột trục hoành sẽ là xác suất và cái cột trục tung sẽ là xác suất và trục hoành sẽ là các cái giá trị điều kiện tương ứng với các cái xác suất này. Nhưng một vấn đề mà khi ra quyết định nhà quản trị sẽ phải đối diện có nghĩa là các giá trị đầu vào nếu thay đổi thì chúng ta có thể hình dung là các quyết định có thể thay đổi. Vì chúng ta đã từng nói là cái quyết định chúng ta hình thành từ đâu? Từ các cái nguồn lực, đúng không? Từ những cái giá trị đầu vào. Những giá trị đầu vào này nó sẽ bao gồm hai nhóm, là nhóm mà nhà quản trị có thể kiểm soát, người ra quyết định có thể kiểm soát, và nhóm là không kiểm soát. Thế thì nếu các giá trị của các nhóm này thay đổi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quyết định, bởi vì khi đó cái kết quả, cho dù ta tính theo cái giá trị kỳ vọng ở rê hay là ta xem xét ở cái tổng thức toàn hội, nó cũng sẽ thay đổi nha. Khi đó việc xem xét cái sự thay đổi đó chúng ta gọi là phân tích độ nhạy. Để tất nhiên chúng ta đã từng học về cái kinh tế học thì kinh tế vi mô thì chúng ta đã từng có những cái bài toán về phân tích độ nhạy, đúng không? Thì ở đây cái bài toán về phân tích độ nhạy này sẽ xem xét những cái ảnh hưởng của giá trị đầu vào tới cái quyết định cuối cùng của nhà quản trị. Vì các dữ liệu đầu vào hay các cái giá trị đầu vào khác nhau thì sẽ thay đổi cái quyết định. Bây giờ quan tâm của các nhà quản trị khi đưa sản phẩm dịch vụ ra thị trường là một thị trường tốt. Vậy nếu ta gọi P là xác suất của thị trường tốt thì các cái giá trị EV ta sẽ có được cái biểu thức như vậy, đúng không? Đơn giản ta dùng cái công thức mà tính giá trị EV thôi, và ta bỏ cái xác suất của thị trường tốt vào. Tất nhiên vì có hai thị trường thì thị trường xấu sẽ là một trừ P xác suất này, và ta cứ nhân vào giá trị điều kiện. Như vậy khi ta thể hiện trên cái hình vẽ trên cái sơ đồ đó thì ta sẽ thấy rằng bản chất cái biểu thức này chính là một cái đường thẳng, đúng không? Một phương trình bậc nhất. Ta sẽ có các cái đường thẳng sau. Thứ nhất là xây dựng nhà máy lớn, đó là màu xanh ha, ta vẽ được màu xanh. Xây dựng nhà máy nhỏ là màu hồng và không làm gì là màu nâu nè, tức là trục hoành đấy, giá trị là màu không. Tất nhiên trục tung là giá trị OV, tức là giá trị của cái giá trị kỳ vọng này. Ta sẽ thấy ba đường này khác nhau ở ba điểm, 1, 2, 3. Các em hãy tính cái xác suất của ba điểm này đi. Như vậy trục hoành này chính là cái xác suất đó. Như vậy điểm 1 tương ứng với xác suất bao nhiêu, điểm 2 bao nhiêu và điểm 3 bao nhiêu. Tất nhiên chúng ta đã đều biết rồi, cái này là cái một bài toán rất dễ phổ thông, đúng không? Điểm 1 chính là giao giữa xây dựng nhà máy nhỏ và không làm gì. Vì không làm gì nó bằng không rồi, vậy nó chính là cái phương trình nhà máy nhỏ mà ta cho bằng không, ta tính ra được P, phải không em? Tương tự ta tính ra được điểm 2 giữa nhà máy lớn và bằng không, và điểm 3 là hai cái phương trình của nhà máy lớn và nhà máy nhỏ bằng nhau. Đây ta có ba phương trình hả? Điểm 1 nhà máy nhỏ bằng không, điểm 2
nhà máy lớn bằng không. Điểm 3, hai nhà máy nhỏ và lớn bằng nhau cũng hai phương trình bình đẳng. Rồi hãy cho tính toán và cho thầy các giá trị của ba điểm này. Em Đức Hoàng đã tính xong rồi. Dạ, giá trị ở điểm 1 là 0.167 ạ. 167. Giá trị 2 bằng 7 thì 2. Điểm thứ 2 là bằng 0.473. Còn điểm cuối cùng là T3 là bằng 0.615. Rồi ta hãy xem. Như vậy giá trị 1 0.167, giá trị 2 của em là 0.473, 474 và giá trị 3 615. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là các điểm 1, 2, 3 này nói lên điều gì? Em nào có thể giải thích về những cái thay đổi quyết định, đúng không? Thôi để bạn, một bạn nào khác đi ha. Bạn em Hoàng là đã ra kết quả rồi, bây giờ hãy các kết quả ta đều thấy và các kết quả này nói lên điều gì, ta hãy thử giải thích cho. Bây giờ cái quyết định chúng ta tính bình thường, hồi nãy là khi công sinh nói đồng khả năng, có nghĩa là xác suất của thị trường tốt và xấu xảy ra như nhau là 0.5, thì xiền nhà máy nhỏ hiển nhiên rồi, vì ta thấy là 0.5 là cái màu hồng này nè, phải không? Cái giá trị EV của màu hồng này nó nằm trên hai cái đường màu xanh và màu nâu này, tức là hai cái phương án còn lại. Như vậy 0.5 là đang lớn, giá trị 2 này nè, hiển nhiên nó nằm trên này đó. Thì hành động xây nhà máy nhỏ là hợp lý. Thế thì chuyện gì xảy ra, những thay đổi gì xảy ra nếu ta đang xem xét điểm 1 và điểm 3? Đâu để coi ai có thể giải thích những cái thay đổi về cái quyết định liên quan tới điểm 1 và điểm 3, và hãy giải thích tại sao. Ủa, có mình bạn Hoàng à, có bạn nữ đâu? Đây, thầy đang về đây. Thầy đang cần một em nữ giải thích những cái thay đổi, những cái thay đổi rồi quyết định tương ứng với điểm 1 và 3. Hãy nhớ những xác suất này là của thị trường tốt nha. Vậy ta sẽ lập luận như thế nào?
Ủa không có em nữa đâu à? Thầy hơi ngạc nhiên. Quỳnh Năm giải thích sự thay đổi về quyết định tương ứng với các cái điểm 1 và 3 đêm. Quỳnh Anh đâu? Quỳnh Anh, ủa lâu rồi em Quỳnh Anh còn trong lớp học không? Thầy nhắc lại em Quỳnh Anh đâu, Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Em nãy giờ đâu mất tiêu rồi. Em không có rõ rồi. Thầy đang nói ta phân tích độ nhạy là để cho thấy là những cái thay đổi về quyết định sẽ diễn ra như thế nào tương ứng với các giá trị. Bây giờ đây là cái giá trị đầu vào, này là cái xác suất của thị trường tốt rồi đúng không? Và bạn Đức Hoàng đã đề cập tới ba giá trị của xác suất thị trường tốt để thay đổi cái quyết định. Thì ta thấy thầy đang hỏi em với các giá trị 1 và 3 đây, tức là cái xác suất là P thị trường tốt 0.167 và P thị trường tốt 0.165. Thế thì công ty Thông Sinh sẽ có những thay đổi quyết định gì? Bạn hãy giải thích cái sự thay đổi đó. Sao Quỳnh Anh? Lâu thế từ đó hả? À? Bây giờ nếu mà bây giờ nè, nếu mà P nhỏ hơn 0.167, quyết định của Tâm Sinh sẽ là gì? Thấy không? Là không làm gì. Vì sao? Anh phải giải thích chứ, vì sao? Ngay được cái này vì nó nằm đoạn chỗ 0.167. Cái giải thích của em, mọi người nghe chưa thấy, em phải giải thích để người ta thấy được cái sự hợp lý của cái giải thích của em chứ hả? Sao Quỳnh Anh, giải thích coi. Bạn nào giúp bạn Quỳnh Anh chứ? Rồi đúng rồi, đó bạn này giúp bạn Quỳnh Anh. Em có cần bạn nào giúp đỡ không? Nhìn hình vẽ đây,
Nói chung là em nói thay đổi đó là đúng, nhưng em chưa giải thích được vì sao có sự thay đổi đó. Ai, bạn nào giúp bạn Quỳnh Anh coi, giải thích coi những thay đổi liên quan tới các cái giá trị 1 và 3, các cái xác suất, các cái điểm 1 và 3. Em Ngọc Liên, Ngọc Liên giúp bạn Quỳnh Anh coi. Dạ thưa thầy, theo em là nếu xác suất của thị trường tốt nhỏ hơn 0,167 thì nhà máy thì công ty sẽ quyết định không làm gì, vì lúc này giá trị kỳ vọng của cái quyết định không làm gì nó lớn hơn giá trị kỳ vọng của hai quyết định còn lại. À, ta có thể thấy trong cái hình vẽ thì rõ ràng các giá trị OV của các hành động còn lại đều là âm hết, đúng không? Do đó không làm gì thì sẽ không bị lỗ, âm có nghĩa là lỗ đấy. Rồi tiếp tục Ngọc Liên, đối với giá trị 3, khi mà P lớn hơn 0,165. Dạ, nếu mà P lớn thì P sẽ tại vì em đã lớn hơn hai quyết định còn. À, thì ta sẽ thấy Tâm Sơn sẽ quyết định là xây dựng nhà máy lớn. Vì khi đó cái giá trị mà kỳ vọng thu được ở tương lai sẽ lớn hơn hai cách thức hành động còn lại. Điều này ta sẽ thấy trong thực tế được giải thích là gì. Như vậy khi mà P, người ta nói P là một cái môi trường tốt, trong môi trường kinh doanh tốt, do đó ta thấy trong thực tế nếu chính phủ tạo một môi trường kinh doanh tốt thì các doanh nghiệp sẽ đầu tư lớn, xây dựng nhà máy lớn có nghĩa là đầu tư lớn, không các em? Như vậy doanh nghiệp sẽ đổ tiền vào đầu tư, và một cái môi trường kinh doanh tốt có nghĩa là có cái không những tốt về mặt pháp lý mà là có một cái tiềm năng phát triển thị trường tốt, người tiêu dùng có một cái sức mua lớn, đúng không, có một nhu cầu tăng cao thì hiển nhiên thì doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng nhà máy lớn để tiền đã có thể thu về các cái lợi nhuận ở tương lai lớn hơn. Đấy. Và ngược lại nếu một cái môi trường kinh doanh xấu đi, xấu đến nỗi người ta thấy thôi thà không làm gì còn tốt hơn, bởi vì làm là chắc chắn sẽ lỗ. Đó là cái trường hợp mà nhỏ 0,167 chúng ta vừa đề cập đấy. À. Rồi ta hãy thực hành. Về các phân tích độ nhỏ nha. Ở bài tập. Hãy xem. Hãy xem bài tập số 2. Tuy nhiên phương án thu là phương án nào chúng ta dễ dàng tính được rồi, đúng không? Bây giờ ta làm thử cái bài 2 này ở cái B đi. Phương án thu là phương án nào? Và ta làm tiếp cái C. Nhưng mà ta sẽ thấy ở C này, trong ví dụ của ta thì đó là cái xác suất về các cái trạng thái, đúng không? Tức là cái môi trường đấy. Nhưng ở trong cái bài tập này thì đó chính là sự thay đổi về giá trị điều kiện. Ông Bình cho rằng cái giá trị điều kiện này nè, cái mức lợi nhuận này là cao lắm. À. Như vậy thì cái mức lợi nhuận là như thế nào khiến ông ta thay đổi quyết định? Anh khắc đi phương án B, tu là phương án nào? Như vậy khi ta thay đổi quyết định đó, thì chắc chắn cái phương án mà ta sẽ thay đổi là nó sẽ có giá trị OV ở cái tính toán ban đầu đó, nó sẽ gần, nếu nó một cái sự cách biệt quá lớn thì ta sẽ không cần so sánh cặp, nhưng nếu nó đang có giá trị mà gần do cái việc tính ở lúc đầu ấy, thì ta sẽ phải buộc phải so sánh cặp hoặc các cái cặp mà có giá trị gần với cái phương án ta đã lựa chọn ban đầu. Rồi bây giờ ở câu B bài 2 này, phương án tối ưu là phương án nào? Trong ba thiết bị này.
em thử phép ở cô B em ra cái thiết bị nào? Dạ cô B em ra thiết bị sub 100 là cái đầu tiên. Với giá trị OV okay, nó bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? Dạ em ơi sub cái hả? Dạ em đã làm như thế nào? OV nó bằng bao nhiêu? OV tính ra được là 150.000 đô la lợi nhuận. Dạ. Tiền nó OV chắc chắn nó sẽ lớn hơn hai cái OV còn lại rồi đúng không? À, như vậy bây giờ ông Bình mới cho rằng cái lợi nhuận ở thị trường tốt của sức cạnh tranh này cao. Như vậy nếu mà thay đổi quyết định thì ông Bình sẽ chuyển qua thiết bị nào? Phát, em đâu rồi? Nhưng em mới bị mất tín hiệu. Rồi tiếp tục. Câu C này. À bây giờ nếu mà chuyển thì có hai cái thiết bị như vậy từ số 100 chuyển qua đổi quyết định đó thì chuyển qua Euler thì nó là như thế nào? Đúng không? Hoặc là chuyển qua Tesla. Như vậy theo em là chuyển qua cái nào? Từ số 100 ông Bình sẽ chuyển qua cái thiết bị nào? Euler hay Tesla? Dạ, em nghĩ là Euler. Vì sao? Bởi vì cái EV tính được của nó sắp xỉ với lại cái số 100. Là bằng bao nhiêu? Dạ 145.000 đô la. Còn cái số 100 là bao nhiêu? Số 100 là 100. Số 100 là 150.000. Đúng. Ừ. Rồi tính đi, mức lợi nhuận là bao nhiêu thì chuyển qua Euler. Em ra chưa? Dạ. Yeah. Đọc đi, đọc đi. Em tính ra giá trị bao nhiêu đọc cho để coi các bạn được có giống em không? Dạ, em mới vừa đọc này, như em tính ra B là bằng 2/3. Thầy đang nói về cái giá trị điều kiện mà. Tức là cái mức lợi nhuận mà, chứ đâu có nói về cái thị trường, cái xác suất đâu mà em nói là. Hả? Em đang nhầm lẫn không? Em có đọc kỹ cái đề không? Em đang bị ảnh hưởng bởi ví dụ rồi. Nhớ ta làm bà ta phải đọc kỹ cái đề nhé, cái đề ta yêu cầu cái gì ta làm đó nha, chứ không phải là ta làm theo cho tự cái suy nghĩ của ta đâu nha. Đề ta nói rõ là mức lợi nhuận này thị trường quá cao, vậy ở cái mức nào, tức là cái mức lợi nhuận nào á thì thay đổi quyết định. Em phải tính ra cái mức lợi nhuận của sức 100 ở thị trường tốt là bao nhiêu chứ. Em nào đã tính ra rồi? Rồi cảm ơn em Phát, coi giờ có bạn nào tính ra rồi không? Em Thiên Hưng. Thiên Hưng là bao nhiêu? Dạ bé hơn bằng 292.9. À ta có thể hình dung như vậy, cái ta lập toán ta phải biết cái miền nghiệm đúng không? Như vậy ta sẽ thấy, ta sẽ hình dung là vì ông này nó cao như vậy, chắc chắn là cái mức lợi nhuận này khi ta ra cái kết quả đây, vì sao ta chọn nó là bởi vì cái mức lợi nhuận này 300 mà ta chuyển qua Euler chi thì khi đó chắc chắn mức lợi nhuận này nó sẽ phải giảm đi,
Vì vậy ta ra cái kết quả nó phải nhỏ hơn 300 nha. Ta tính xong mà ra kết quả lớn hơn 300 là chắc chắn ta sai, đúng không? Đây, những điều này trong làm toán phổ thông chúng ta đã từng biết rồi, các thầy cô cũng đã chỉ chúng ta. Khi chúng ta tính gì đó, ta phải đầu tiên hình dung cái miền điểm, tức là cái nghiệm ta phải rơi vào trong cái miền đó. Nếu ta làm ra một cái giá trị mà nó nằm ngoài cái miền nghiệm, chắc chắn là trong quá trình ta tính toán cộng trừ nhân chia gì đó chuyển qua chuyển lại đó, ta đang bị sai, đúng không? Đấy. Nhưng nếu em làm ra nhỏ hơn 300 thì ta thấy là thấy đúng rồi đấy, đúng không? Vấn đề là độ chính xác của con số thôi nha. Nhưng mà như 292 phết mấy là đúng rồi, phải không? Phải không? Em Thái Thanh, thấy em Thái Thanh cũng đã kết quả rồi. Có giống như bạn Hưng không? Giống rồi. À, như vậy thì được rồi ha. Như vậy ta đã biết cái cách thức tính mà. Như vậy nguyên tắc chung là gì? Vì sao ta đang đổi cái quyết định? Vì cái giá trị ở về đó nó đang thay đổi. Vì lúc trước, nếu đây là cái bài toán về lợi nhuận và doanh thu thì ta chọn một cái hành động đó hay phương án đó là vì EV nó là cao nhất. Bây giờ khi ta chuyển qua một cái kế, đúng không? Tức là cái phương án mà ta dựa trên tính ban đầu là có EV mà nó gần, nó không, nó chắc chắn nó thấp hơn nhưng mà nó không thấp hơn đáng kể, đúng không? Thì ta sẽ chuyển qua. À, và như vậy ta chuyển qua đó với điều kiện là cái EV của cái mà ta sẽ chuyển qua này nó sẽ phải lớn hơn cái EV ban đầu của cái thức ta chọn nó nào. À, và từ đó ta có thể tính ra được xác suất, giống như trong ví dụ của thầy, hoặc là giá trị điều kiện như trong cái bài tập này, không? Thì nó chỉ có hai cái nhóm thay đổi thôi, đó là xác suất và giá trị điều kiện nha. Thì chúng ta có rõ cách thức tính này không? Thầy thấy em Quỳnh Anh gì ra nói không rõ việc gì em Quỳnh Anh. Anh nhớ hồi nãy cái bài thầy hỏi em hồi nãy là chứ không phải là bài này. Nhưng mà hồi nãy thì giải thích như vậy em rõ hơn. Dạ rõ rồi. Hồi nãy đấy. Ta thử ta làm tiếp nha. Ở bài 4 này, hồi nãy ta làm câu A rồi đúng không? Giờ ta làm câu B đi. Như vậy thay đổi quyết định do xác suất thay đổi nè. Ta phải tính xác suất xuất hiện nhu cầu thấp là bao nhiêu để công ty thay đổi giải pháp. Ôi lẽ thế. Để xem coi còn bạn nào nữa không nha. Em Hoàng Nguyên đã làm xong rồi đấy. Các em nữ nào làm xong chưa? Các em nữ nè, các em sinh viên nữ nè, các em bạn làm xong chưa? Bạn Hoàng Nguyên làm xong rồi đấy. Hoàng Nguyên, em là nam sinh viên à? Thầy thấy tên như là nam nhưng mà thầy không dạ. Đúng rồi phải không? À, như vậy đi, đợi coi có bạn nữ là làm sao không? Thầy sẽ gửi hỏi ý kiến các em, bởi vì theo dự định của trường tháng 11 chúng ta sẽ hình thức học kết hợp,
có nghĩa là những em nào đã chích hai mũi nha, hoặc là chích cái mũi một mũi nhưng phải hơn cái thời gian là 14 ngày thì sẽ học trực tiếp ở lớp, sẽ đăng ký em muốn học trực tiếp ở lớp, còn nếu không thì em có thể học online. Như vậy đó là hình thức, đó là học hỗn hợp. Như vậy thì thầy sẽ giảng ở lớp cho những em mà trực tiếp ở lớp, và tất nhiên trường sẽ bố trí máy quay đồ vân vân để em ở nhà vẫn có thể thấy được, đúng không? Và chúng ta cũng sẽ thảo luận được với nhau. Thì thầy sẽ hỏi ý kiến của các em ha, ở các lớp, sau đó thầy sẽ làm cái báo cáo gửi cho trường. Như vậy nếu mà lớp mà có khoảng cỡ thầy quên một cái tỷ lệ tối đa rồi, như là những tỷ lệ không quay dưới 50% đó, đúng không, giảng dạy trực tiếp ở lớp thì sẽ được thực hiện tức hỗn hợp này. Rồi em làm xong rồi, hãy cho thầy cái kết quả về cái xác suất của nhu cầu thấp để công ty thay đổi giải pháp. Là chúng ta đã bài ta làm rồi và ta xác định vì đây là chi phí thì cái giải pháp tối ưu là gì, là thuê ngoài này, phải không các em? Tất nhiên ta đã ra hai cái OV của lực lượng ngủ và kết hợp cả hai là bằng nhau. Điều này có nghĩa là ta phải so sánh hai cặp đấy, ta phải so sánh là công ty chuyển từ thuê ngoài qua lực lượng hiện hữu với một cái xác suất nhu cầu thấp là bao nhiêu, và chuyển từ thuê ngoài qua kết hợp cả hai với xác suất nhu cầu thấp là bao nhiêu. Đó, em mà làm đó rồi, vì vậy ta sẽ có hai cái trường hợp đấy. Tất nhiên là thầy có thể hỏi hai em cho hai cái cặp trường hợp này. Đó, em mà làm đó rồi.
Ủa, chưa em nào làm ra hết à? Đó, như là thấy có một em nam gì đó, em Pháp gì đó phải không? Làm ra rồi phải không? Dạ, chưa. Dạ, rồi. À, Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên. Hãy cho biết cái xác suất của nhu cầu thấp khi chuyển từ thuê ngoài qua lực lượng nhân khẩu đi. Xác suất là bằng bao nhiêu? Ủa là sao thì ý là để công ty thay đổi giải pháp thì nhu cầu thấp phải lớn hơn 30.3. Thầy đã hỏi nếu là chuyển từ thuê ngoài qua lực lượng nhân khẩu thì khi đó nhu cầu thấp là bao nhiêu? Không chấm mấy? Dạ không, thì em chỉ tính cái đề bài. Em chỉ tính cái đề bài thôi là chứ em không tính cái đó. Lớn hơn hay nhỏ hơn? Dạ, lớn hơn 0.3. Tất nhiên khi ta nói thì ta phải sẽ đề cập phải lớn hơn hay nhỏ hơn đúng không? Vì nó là một cái bất phương trình mà. Sao Hoàng Nguyên? Dạ, bất phương trình. Ừ. Dạ, ý thì là... em ra cái xác suất là bao nhiêu? Em ra... Dạ, lớn hơn 0.3. Lớn hơn 0.3. Rồi, để xem coi các bạn khác có giống không? Vậy em nào ra kết quả khác không? Thiên Hưng, với cái cặp đó thì em ra bao nhiêu? Xác suất là bao nhiêu? Dạ, bé hơn bằng 2/11. 2/11 là bao nhiêu? Em ra một cái con số cụ thể, em đừng để cái phân số người ta không hình dung được. 2/11 là bao nhiêu em? Dạ, 0.18. À, tức là nhỏ hơn 0.18 không? Hãy nhớ là nhỏ hơn chứ không có bằng nha, bởi vì khi bằng thì hai cái giá trị nó bằng nhau đúng không? Nhỏ hơn à? Vì vậy em hoàn toàn khác với bạn Nguyên. Nguyên nãy bạn Nguyên nãy thì lớn hơn 0.3. Hai kết quả hoàn toàn cá ngược, một bên thì nó lớn hơn, bên nó nhỏ hơn và cái giá trị cũng đều khác nhau. Đâu hãy xem người thứ ba, giờ các em nữ đi, nãy giờ hai em anh. Đâu thì hỏi thương em nữ coi, Ngọc Diệu làm xong chưa? Ngọc Diệu. Dạ em đang làm thầy ơi. Ngọc Liên. Dạ em chưa ra thầy ơi. Ngọc Liên chưa à? Thầy thấy như Huyền Trân đã xong rồi đúng không? Huyền Trân. Dạ. Cặp đó thì em ra à, đúng rồi. Hai bạn hai kết quả hoàn toàn khác nhau đó. Em kết quả của em. Dạ em kết quả của em thì giống bạn phía sau nhưng mà có bổ sung cho bạn. Đó là B nó phải vừa bé hơn 0.18 và lớn hơn 0.083 thì công ty sẽ thay đổi giải pháp. Bây giờ thầy, bây giờ chúng ta chỉ xem xét về cái cặp thay đổi, tức là từ thuê ngoài qua lực lượng nhân khẩu đó thì B như thế nào? Nhỏ hơn hay lớn hơn? Giá trị bao nhiêu? Có lực lượng nhân khẩu thì B sẽ được 0.18. Nhỏ hơn 0.18 phải không? Vậy em đang giống bạn gì nãy lần thứ hai bạn Nam là bạn đầu là Nguyên đúng không, bạn thứ hai là em Nam gì nãy mà giá trị nhỏ 0.18 gì? Dạ em thầy. Em Hưng ha. À, như vậy thì em Nguyễn Trân đang giống em Thiên Hưng đúng không? Dạ đúng rồi. Nguyên, hai bạn đó kết quả như vậy thì em có coi lại tính toán của mình. Có coi lại tính toán của mình không? Có điều gì nhầm lẫn không? Nguyên. Dạ em cũng em thấy cách em làm. Thế cách em làm là như thế nào? Dạ, thì ý là cái xác suất cộng lại 1 thì em lấy 1 em trừ cho xác suất trung bình đã giữ nguyên là thì cao cộng thấp sẽ bằng 0.5. Thì trong đó xác suất cao là bằng 0.5 trừ cho xác suất thấp. Thì em đặt xác suất thấp là x, xong rồi em lấy một cái chương trình tính EV của thuê ngoài cho nhỏ hơn 570.
rồi em tính dạy, em giải bớt phương trình ra. À, như vậy qua trình bày của bạn Nguyên ta thấy đây là cái sai lầm mà ta thấy cũng là một số em hay mắc phải. Em Nguyên, em quên rằng khi đó em cũng phải tính cái ơ rê của thuê ngoài, vì cái xác suất của các trạng thái này nó là một cái biến rồi, có phải không? Nó đâu, em không thể nào lấy cái giá trị 570 được. Cái giá trị của thuê ngoài nó cũng chính là có cái chứa x trong đó, vì là giá trị điều kiện nhân cho xác suất, mà xác suất ta là có x thì chắc chắn là phải chứa x chứ. Do đó ta không lấy cái kết quả của cái câu A mà ta đưa vào câu B nha. Thì một số các em hay bị nhầm lẫn cái đó, phải không? Và lẽ tất nhiên vì sao chuyển qua lượng người hiện hữu, bởi vì cái EV của lượng người hiện hữu nó nhỏ hơn cái EV của thuê ngoài. Người ta giải một cái bất phương trình bậc nhất, đúng không? Trong đó có, luôn có x ở cả hai bên nha, không có cái giá trị, phải không? Tương tự, vì sao kết hợp cả hai? Thì rõ ràng cái EV của kết hợp cả hai này nó sẽ phải nhỏ hơn EV của thuê ngoài. Ta đã có biểu thức EV thuê ngoài rồi, thì giờ ta chỉ lập cái biểu thức kết hợp cả hai và ta cho nhỏ hơn. Khi đó ta ra P bằng bao nhiêu? Đấy, thầy nói cái cách làm rồi, giờ chắc chắn là ta phải ra được cái kết quả, phải không? Không biết gì mà ta không làm ra được kết quả. Em Phương Thảo, với thuê ngoài và kết hợp cả hai, EV kết hợp cả hai nhỏ hơn EV thuê ngoài đấy, thì khi đó ta ra cái P, tức là xác suất nhu cầu thấp là bao nhiêu? Phương Thảo, em tính ra chưa? Em chưa tính ra thầy ạ. Bây giờ thầy nói cách làm đó, em hình dung không? Em hình dung. Dạ, em đang cách làm không? Suy nghĩ là suy nghĩ là thầy đang chỉ em cách làm rồi, em chỉ việc bỏ vào, đúng không? Em chỉ việc viết ra cái phương trình và em tính thôi, bất phương trình bất nhất em tính ra được là cái P hay là cái X, ra tùy theo các em đặt P hay X. Đây. Rồi. Để dùng vài phút để ta tính toán nha. Rồi bây giờ tới một em nè, em Tường Vi nè, em này nãy giờ là thầy chưa gọi nè, coi em Tường Vi, cho cái kết quả của xác suất nhu cầu thấp đi khi chuyển từ thuê ngoài qua kết hợp cả hai. Em chưa tính. Em chưa tính ra. Em có biết cách tính không? Nãy thầy nói cách tính đó, em có viết ra được biểu thức không? Đặt nhu cầu thấp là x đi, nhu cầu cao giống như nãy bạn Tiến Hưng nói đó, có nghĩa là gì, là 0.5 trừ x đó, đúng không? Như vậy em sẽ ra được là cái biểu thức EV của thuê ngoài và kết hợp cả hai.
Và lẽ tất nhiên vì sao chuyển qua kết hợp cả hai? Bởi vì cái EV của kết hợp cả hai nhỏ hơn EV của thê ngoài. Rồi đó, em hình dung được cách thức làm không? Thầy đã nói như vậy rồi. Như vậy ta sẽ có cái bức phương trình với hai biểu thức bậc nhất. Em sẽ tính ra được x, đúng không? Rồi, tính đi em. Tính đi từng đi. Và cho thầy và các bạn biết kết quả rồi. Dung ra được bao nhiêu? Dạ em không hình dung ra được cách tính. Tường Vy ra bao nhiêu? Dạ em vẫn chưa hình dung ra được cách tính. Trời ơi, thầy nói như vậy mà em bây giờ người ta yêu cầu em tính là cái xác suất của cái xác suất của cái gì, của cái nhu cầu thấp, phải không? Thì ta đặt chắc chắn ta đặt đó là x rồi, thì vì nhu cầu trung bình là không đổi, không đổi có nghĩa là cái đề này người ta cho 0.5 thì nó vẫn là 0.5. Như vậy nhu cầu cao và nhu cầu thấp sẽ là 0.5, vì ta đặt nhu cầu thấp là x, như vậy nhu cầu cao sẽ 0.5 trừ x, đúng không? Tới đây mình dùng được chưa? Tới đây em hình dung được chưa? Đừng đi, xem không trả lời thầy. Em có nghe thầy nói không? Dạ dạ. Hả? Dạ. Em có nghe thầy nói không? Dạ có. Nhớ sau này em đi học trực tiếp được, em đi học trực tiếp đi nha, để cho thầy cô ở lớp em thật sự em làm được như thế nào. Nếu mà các em mà trong vấn đề làm bài tập mà các em không có tập trung vào, các em không chịu làm, thế thì sau này là thi cuối cùng là các em sẽ biết cái kết quả của mình đó nha. Luôn luôn có quy luật nhân quả đấy. Như vậy thì bây giờ ta đã có rồi thì em cứ thiết lập biểu thức EV đi. Em có EV của thê ngoài và EV của kết hợp cả hai. Vì sao chuyển qua kết hợp cả hai? Hả Tường Vy? Vì sao đang thuê ngoài nào mà chuyển qua kết hợp cả hai? Nói cho thầy nghe vì sao đang lúc đầu quyết định là thuê ngoài mà bây giờ chuyển qua kết hợp cả hai. Đường Vy đó. Dạ, em không biết thầy. Xong trả lời câu hỏi của thầy. Dạ, em à? Dạ, em không biết. Là
nãy giờ từ đầu buổi tới giờ em có theo dõi không? Dạ bên nhà em bị hư wifi rồi, bây giờ nó cứ nghe được chữ có chữ không, bây giờ mới sửa được rồi thầy. Dạ em sửa được chưa? Xong chưa? Bây giờ em có nghe rõ thầy nói không? Dạ có, nhưng mà cái khúc từ đầu tới giờ bên em bị chập chờn khó nghe lắm thầy, nên em không hiểu. Bây giờ trong cái việc mà lựa chọn cái cách thức hành động hay là cái quyết định cái phương án này, thì nếu nó là chi phí thì theo em trong thực tế em có chọn cách thức hành động nào? Giờ có các loại chi phí khác nhau đi, kết quả ra chi phí khác nhau đó, OV đi, thì em sẽ chọn cách thức hành động nào hả? Trả lời thầy đi, đó là trong thực tế mà em không trả lời được à? Em có những cái cách thức hành động có những chi phí khác nhau thì em chọn cách thức hành nào? Chọn cái câu này em không trả lời được hả? Thầy đang hỏi trong thực tế, thầy chưa nói về cái bài tập này. Thầy hỏi trong thực tế là bởi vì đang em phải nắm được những cái khái niệm thì em mới làm bài tập được. Trong thực tế liên quan tới chi phí, em có những cái cách thức hành động và nó ra những cái chi phí khác nhau. Em sẽ chọn cách thức hành động nào? Nói cho thầy và các bạn nghe coi. Hả? Trời ơi, cái câu trả lời nó khó đối với em à. Tường vi đâu? Dạ. Em đừng nói cái nhà, cái mạng em bị hư rồi nữa nha. Bây giờ mạng em ổn định rồi phải không? Dạ, nhưng mà em không hiểu câu thầy hỏi. Trả lời câu hỏi của thầy đi. Câu hỏi này là cái thực tế, là trong thực tế em có những cách thức hành động mà có những chi phí khác nhau, em chọn cách thức hành động nào? Dạ, chọn cách thức hành động có chi phí thấp nhất. Rồi, cách thức hành động thấp nhất đúng không? Bởi vì bài toán này là chi phí. Bây giờ hồi nãy chúng ta đã giải ra, nãy chúng ta giải ra đó chính là thuê ngoài nè, vì có chi phí thấp nè, là 570 nè ở cái câu A nè, và hai cái kia là 635, phải không? Vì vậy ta chọn thuê ngoài vì có chi phí thấp. Đấy, đây là áp dụng cái điều mà thầy với em vừa thảo luận. Thế bây giờ chuyển từ thuê ngoài qua kết hợp cả hai. Vì sao chuyển qua kết hợp cả hai? Bởi vì so với thuê ngoài thì cái chi phí của kết hợp cả hai lúc này là như thế nào? Tại nó thấp. Đúng rồi, cái chi phí nó phải thấp hơn. Thế những cái chi phí hay là các cái OV đấy, em có biết cái cách thức tính không? Em biết cách thức tính OV không? Dạ, biết. Biết như thế nào? Nói cho thầy và các bạn nghe coi. Là lấy xác suất nhân với từng cái rồi trừ cho xác suất nhân với cái gì? Nhân với cái gì? Em phải nói để người ta khi nghe em mô tả người ta hình dung được là cái cách thức thực hiện đó là như thế nào, xác suất của cái gì và nhân với cái gì. Xác suất của giải pháp nhân với chi phí, nhân với từng chi phí rồi trừ cho mắc EV. Ta sẽ lấy cái xác suất của từng trạng thái nhân với giá trị điều kiện tương ứng của từng trạng thái đó rồi ta cộng lên hết, đúng không? Dạ. Đó là ý nghĩa của cái biểu thức mà sigma đấy. Rồi như vậy thì em đã có hai biểu thức rồi. Vì người ta hỏi xác suất của nhu cầu thấp là bao nhiêu thì em đặt nhu cầu thấp đó là x, đúng không?
thì nhu cầu cao sẽ là 0.5x. Em đã có rồi các cái xác suất của ba nhu cầu rồi, em nhân cho giá trị điều kiện đi, tức là đó là chi phí đó. Vậy em sẽ có một cái biểu thức của thuê ngoài và kết hợp cả hai. Và nãy em vừa nói vì sao chọn chuyển qua kết hợp cả hai, vì cái giá trị kỳ vọng hay là cái tổng chi phí đó nó nhỏ hơn. Thì vậy em cứ cho cái biểu thức của kết hợp cả hai nhỏ hơn biểu thức của thuê ngoài đi, em sẽ tính ra được x. X là 0.4 thôi. Viết ra chưa? Viết ra được hai biểu thức chưa? Và cho nó một cái dấu bất đẳng thức chưa? Đi. Dạ dạ em đi. Làm đi, em phải làm chứ. Nó học này là tự các em phải tự làm nhé, không ai làm giùm cho các em đâu. Thầy chỉ hướng dẫn em thôi, hoặc là các bạn sẽ giúp em đối chiếu cái kết quả của em làm ra coi có giống các bạn hay không. Còn em phải làm chứ. Có hai biểu thức chưa? Bỏ vô bất đẳng thức vô chưa? Kết hợp cả hai nhỏ hơn thuê ngoài chưa? Cái biểu thức là thầy nó lại em thiết lập được biểu thức của thuê ngoài và kết hợp cả hai được chưa? Theo cái công thức của EV chúng ta vừa nói đấy, em cứ lấy xác suất, tức như xác suất ở đây là nó bao gồm có cái biến trong đó rồi, cái biến x, bởi vì nhu cầu thấp đó là ta đặt cái biến đó là x rồi. Như vậy thì cái xác suất đó em nhân cho giá trị điều kiện của cái bảng này nè, cho từng cái giải pháp, rồi em cộng lại hết, thì đó chính là cái EV của cái giải pháp đó, tức là chi phí của giải pháp đó. Như vậy em có chi phí của thuê ngoài là một biểu thức, chi phí của kết hợp cả hai là một biểu thức. Chuyển qua kết hợp cả hai vì chi phí nó nhỏ hơn thì chắc chắn cái biểu thức của kết hợp cả hai nó phải để cái dấu nhỏ hơn so với cái biểu thức của thuê ngoài. Đấy, thầy giải thích cho tới đây như vậy mà em còn chưa làm được nữa à. Thiết lập hai biểu thức xong chưa? Thầy đang hỏi từng bước nè. Dạ yeah, dạ yeah. Sao chậm thế? Những cái này so với những cái bài toán ở phổ thông của các em là nó đâu là gì đâu hả? Chi phí của cả hai tính không luôn thầy. Thì em cứ lấy xác suất anh nhân cho giá trị điều kiện đó đi, giá trị điều kiện trước mặt em đấy, xác suất là như thế nào, em đọc lại cái xác suất nhu cầu cao là bao nhiêu. Xác suất của nhu cầu cao là 0.2. Thầy chưa nghe em nói xác suất nhu cầu cao là bao nhiêu. Dạ thầy, xác suất của nhu cầu cao là 0.2. Sai. Ta làm ở câu B vậy sao cứ làm câu A vậy? Câu B người ta hỏi khả năng xuất hiện nhu cầu thấp thì em đặt cái xác suất nhu cầu thấp là x, thì xác suất nhu cầu cao là bằng bao nhiêu? Những gì nãy thầy nói giờ là em không có để ý, em không có ghi hay sao vậy hả? Đặt xác suất nhu cầu thấp là x thì xác suất nhu cầu cao là bằng bao nhiêu? Đặt là y hả? Đặt y là để làm gì? Em phải tính theo x chứ sao tự nhiên đặt là y. Em nào giúp bạn mình coi xác suất nhu cầu cao là bằng bao nhiêu? Dạ là 0.5 trừ x. Em giải thích cho bạn vì sao là 0.5 trừ x. Dạ thưa thầy, là vì có xác suất của nhu cầu trung bình không đổi là 0.5 và chúng ta đã đặt xác suất của nhu cầu thấp là x, vì vậy nên là xác suất của nhu cầu cao sẽ là 0.5 trừ x. Em có hình dung được không? Vì dạ, bạn mình nó gì vừa giải thích đó em có hiểu không?
Dạ. Rồi như vậy bây giờ em cứ lấy cái xác suất đó em nhân với giá trị điều kiện đi, em sẽ có một cái biểu thức đúng không? Dạ. Em lấy xác suất của từng cái nhu cầu em nhân cho giá trị điều kiện tương ứng của cái nhu cầu đó. Tức là em cộng ba cái đó lại với nhau thì nó là một cái biểu thức, trong đó có x, một cái biểu thức của thuê ngoài là có x, biểu thức của kết hợp cả hai là có x trong đó, và chuyển vào kết hợp cả hai là vì nó nhỏ hơn, em để một cái dấu bất đẳng thức kết hợp của biểu thức kết hợp cả hai nhỏ hơn cái thuê ngoài và em giải ra được x. Biết xong cái biểu thức đó chưa? Em biết xong? Dạ, dạ em đang tính thầy. Cái bất đẳng thức đó chưa? Em phải làm nha. Những gì mà thầy nói thì em phải lấy cái tờ giấy em làm đấy nha, chứ không phải là thầy nói được cái em để trong đầu rồi em làm gì em nhớ được. Làm ra, viết ra đi, tính ra đi, để cho ra được x đi. Em phải cố gắng lên nha. Em thầy thấy em học không có tập trung, không có gì, không chịu làm bài. Bằng đúng chính xác hả thầy? Bữa sau thầy sẽ hỏi em nữa nha. Ra bao nhiêu? 4.6. Xác suất nằm ở 4.6. Em có khái niệm xác suất không? Xác suất không bao giờ là nhỏ hơn một, lớn hơn một cả. Xác suất là 0.mấy, 0.mấy không ạ? Dạ 0.2. Em ra 0.2 à? Đúng không em Phú? Để không một bạn nam, em Phúc Phú, với cái cặp thuê ngoài và kết lập cả hai thì xác suất của thị trường thấp, nhưng mà khi em nói 0.2 là nhỏ hơn hay lớn hơn? Vì nhỏ dạ, hơn hay lớn hơn 0.2? Khoan để thầy hỏi em Vi chút xíu. Vi nói lại. Dạ. Kết quả của em là nhỏ hơn hay lớn hơn 0.2? Dạ nhỏ hơn. Phú, có đúng không? Dạ, kết quả của em là nhỏ hơn 0.18 ạ. 0.18 chứ rồi phải 0.2. Vì dạ. Em tính làm sao vậy? À, thầy đang hỏi bạn Vi là tính làm sao vậy? Bạn Phú này ra 0.18. Thầy hỏi một em nữa coi có giống như bạn Phú nào, Thu Thảo. Xác suất em là bao nhiêu ở cái cặp thuê ngoài và kết hợp cả hai? À thì Thu Thảo. Dạ em chưa tính ra. Thế nãy giờ thầy nói chuyện, thầy chỉ cho bạn Vi rồi em không có làm gì hết hả? Em phải tự làm chứ. Trời đất ơi, ông đâu bây giờ thầy cứ gọi tên từng em nhắc, ờ em làm hả? Có em sao vậy? Em phải tự làm chứ. Để khi thầy hỏi tới là em phải có kết quả liền để đối chiếu với bạn mình. Em Minh Thư đâu? Xác suất em là bao nhiêu? Cho kết quả coi. Dạ, dạ thầy em ra là x bé hơn 0.083. 0.083, ủa gì vậy là khác chi? Bạn Phú và bạn Phú là 0.18 hả? Dạ. Tức là em chỉ có 8.3% đó, bạn Phú là tới là 18% rồi. Một kết quả hoàn toàn khác. Em phát coi ra bao nhiêu, xác suất là bao nhiêu? 0.083 là 1/12. 0.083 như vậy là em đang giống bạn Thảo đó, đúng không? Như vậy bạn Phú là xem lại coi đúng không? Vì giả sử một bạn thứ ba đi, em sở định là ra bao nhiêu? Dạ, dạ em cũng ra 1/12 là 0.083. Rồi như vậy thì ba bạn rồi thì em phải coi lại cái kết quả của đồng tính nha. Phú, cặp thuê ngoài và kết hợp cả hai đấy nha. Rồi bây giờ ta đề cập tiếp một cái vấn đề nữa là gì. Ta sẽ thấy là ta đã nói về phương thức đồ nhỏ rồi đúng không? Thế thì ta thấy bây giờ trong thực tế
những cái quyết định mà một cá nhân hay là một cái tổ chức đề ra đó, đôi khi nó không phải là một cái quyết định duy nhất. Quyết định ta có thể đưa ra dựa trên cái kết quả của quyết định trước, và khi đó rõ ràng cái bản quyết định sẽ không thể hiện hết được. Ta sẽ thấy bản quyết định chỉ là một cái quyết định, đúng không? À, một cái phương án cái hay cái cách thức hành động của ta và cái quyết định của ta dựa trên cái so sánh các kết quả đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cái kết quả nó xảy ra và ta sẽ có một quyết định nữa? Khi đó người ta phải dùng một công cụ khác, đó là cây quyết định. Vậy cái quyết định thực chất là gì? Thể hiện một hình vẽ của bản quyết định. Nhưng rõ ràng nó sẽ có thể thể hiện được cái độ phức tạp của các cái quyết định trong thực tế, vì nó cho phép tiếp cận nhiều phương án và trạng thái tự nhiên. Nó được vẽ như thế nào? Theo trình tự từ trái qua phải. Đầu tiên ta sẽ vẽ một cái nút quyết định, đó là hình vuông hay hình chữ nhật, và sẽ có các cái rẽ nhánh, đó là các cái phương án. Như vậy, ứng với mỗi phương án thì cho dù ta hành động như thế nào thì chắc chắn ta sẽ đối diện với các trạng thái, đúng không? Như vậy các trạng thái đó được thể hiện bằng cái nút trạng thái là nút hình tròn, và sẽ có các trạng thái với các cái tên gọi và xác suất, vì ta đang đề cập tới môi trường rủi ro mà. Nãy giờ, ngày hôm nay chúng ta chỉ đề cập tới môi trường rủi ro thôi, tức là môi trường có xác suất này. Và chắc chắn phương án cũng phải có cái tên, đúng không? Hãy nhớ các cái quyết định hay hành động của ta đều phải có cái tên thể hiện cái nội dung của cái phương án đó. Bây giờ từ cái nút trời tự nhiên này ta sẽ có các cái trạng thái, như vậy có các cái rẽ nhánh, các trạng thái. Ví dụ như trong tâm sinh nãy lắm, người ta sẽ thấy sẽ có hai nhánh, đúng không? Hai cái trạng thái là phi thực tốt, phi thực xấu, và cuối cùng đó chính là các giá trị điều kiện. Như vậy các cái kết quả, tức là các cái giá trị điều kiện đấy, sẽ nằm ở ngoài cùng. Hãy xem ta sẽ phân tích cái quyết định như thế nào. Đầu tiên chắc chắn là việc xác định vấn đề rồi, và ta sẽ vẽ cây quyết định theo cái cách thức chúng ta vừa đề cập, từ trái qua phải, với đầu tiên là một cái nút quyết định hình vuông hay hình chữ nhật, với các cái rẽ nhánh là các phương án, các cái nút hình tròn là các trạng thái, với các cái nhánh của từ nút hình tròn là các trạng thái, đúng không? Kèm theo tên gọi và xác suất của các trạng thái đó, cuối cùng là các giá trị điều kiện. Và ta sẽ ước lượng các giá trị điều kiện để ta ghi vào, sau đó ta sẽ tính từ phải qua trái bằng cách là tính giá trị EV ở mỗi nút trạng thái đấy, bằng cách ta lấy giá trị điều kiện ta nhân cho xác suất, vì ta đã ghi xác suất lên trên các cái rẽ nhánh của trạng thái đó, do đó ta sẽ lấy giá trị điều kiện nó ta nhân cho xác suất, và ta cộng tất cả lại thì ta sẽ ra một cái giá trị là EV ta ghi ở cái nút tròn này. Hãy xem vấn đề của tâm sinh được thể hiện qua cái quyết định. Vậy tâm sinh đầu tiên sẽ phải quyết định có những quyết định gì hay có những hành động gì tâm sinh có thể thực hiện, đó là các phương án xây nhà máy lớn, nhà máy nhỏ và không làm gì. Như vậy các rẽ nhánh này cũng phải có cái tên chứ ha, giống như trong tự nhiên những quyết định của ta, những cái phương án của ta phải có cái tên chứ. Và cho dù ta hành động như thế nào, cho dù tâm sinh hành động thế nào, thì rõ ràng nó cũng đối diện với hai cái trạng thái thị trường tốt và xấu, với các xác suất theo quan điểm của nó, của tâm sinh là đồng xác suất đây 0.5, đúng không? Ta cứ ghi 0.5 hết. Và các giá trị điều kiện này sẽ được tính như vậy. Thật ra những bài toán của ta là đơn giản rất nhiều, có nghĩa trong thực tế thì bản thân một công ty phải tính các cái xác suất, ước lượng xác suất và tính các giá trị điều kiện này. Đấy. Ta sẽ thấy trong những cái bài toán sau này thì để tính thực tế hơn, ta phải tính các giá trị điều kiện này chứ ha, ta mới có được. Khi ta có rồi, ta đưa vào trong cái quyết định và ta tính nút EV này bằng cách nào, ta lấy giá trị điều kiện ta nhân cho xác suất, cộng cho giá trị điều kiện thì nhân cho xác suất của các cái trạng thái này. Vì nó là sigma mà,
như vậy ta cộng lại ra, ta ghi cái giá trị ở nút tròn này, tức là nút OV. Chúng ta để ý như vậy cái quyết định này được vẽ bằng cái phần mềm Triplane đấy. Hôm sau ta sẽ thực hành, thì sẽ đưa lên trên LMS. Phần mềm Triplane này là một add-in của Excel, và điều đó có nghĩa là hôm sau mỗi em sẽ phải có máy tính có cài Excel, và Excel của em phải là đã đăng ký, có nghĩa là ta sẽ thấy trên cái thanh đó nó là màu xanh lá cây. Nếu nó là màu đỏ, nó để unregister, tức là chưa đăng ký, thì em sẽ không cài được các add-in này vào nha. Vậy thì ta cài vào, thì hôm sau thầy sẽ hướng dẫn ta sử dụng cái phần mềm này, và ta vẽ ra thì em thấy vì vẽ bằng phần mềm thực ra nó rất là phân bố, rất đều đẹp đó. À. Và trong thực tế sau này em làm bài thì em phải vẽ tay. Do vậy cái nguyên tắc khi vẽ tay là gì? Từ cái nút quyết định này nè, ta xem có bao nhiêu cách thức hành động, tức là bao nhiêu phương án, và ta chia, ta chia ra tương ứng với những cái nội dung tiếp theo. Như vậy giả sử khi ta đề cập tới về cái cây quyết định phức tạp đây đấy, thì ta sẽ thấy là các cái quyết định kế tiếp có thể khác nhau. Như vậy ta phải phân bố ha, để cho nó. Nhưng vì ở đây các cái quyết định hay là các cái phương án của Thompson đấy ứng với các cái trạng thái thị trường như nhau, vì đây là cái quyết định đơn giản mà. Yeah. Ta sẽ thấy là ta chia đều ra. Như vậy khi có những giá trị OV rồi, thì thực sự bản thân phần mềm nó sẽ quyết định là cái phương án hay cái quyết định nào tốt nhất, và nó sẽ thể hiện ra ở đây. Vậy đây ta thấy là tự động nó đến số 123, và vì cái phương án thì nhà máy nhỏ là tốt nhất, ở đây số 2, nó sẽ hiện đây số 2 và hiện cái giá trị OV. À. Như vậy ta có thể thực hành vẽ cái quyết định ở các cái bài tập mà chúng ta vừa làm, không em? Ví dụ ta có thể vẽ cái quyết định ở cái bài 3 này cũng được, không? Bài 3 thì nó cũng giống như kia. À, ví dụ ta có thể vẽ cái quyết định ở bài 4 này chúng ta vừa làm. À, hôm sau chúng ta sẽ thực hành cái việc đó nha. Đây, ta hãy xem một cái vấn đề về kinh doanh địa ốc. À, ở bài 12 này. Như vậy ta thấy khi mô tả vấn đề về của ông A này liên quan tới kinh doanh địa ốc, thì ta thấy rõ ràng đây là một cái cây quyết định nó sẽ phức tạp. Và vì sao phải sử dụng cái quyết định? Bởi vì ở đây ta không thể nào dùng bản quyết định được. Ta thấy các cái quyết định của ông A này sẽ hình thành khi có cái kết quả của quyết định thứ nhất. Tức là khi có, ví dụ khi mua đất thì khi khi mà cái trạng thái, đúng không? Cái trạng thái tự nhiên hay các cái môi trường ở tương lai nó khác nhau, thì các quyết định của ông A này sẽ khác nhau. Do vậy cái quyết định này, vì những cái trạng thái tự nhiên ở tương lai nó cái xác suất xuất hiện khác nhau, thì tương ứng với những cái quyết định khác nhau, như vậy thì khi đó một cái bản quyết định ta không thể nào thể hiện được, ta phải dùng cái cây quyết định nha. Hôm sau ta sẽ thực hành vẽ cây quyết định và các em về làm thử bài 12 và 13 này, đúng không, liên quan tới cây quyết định, và hãy tập vẽ cây quyết định.
Rồi như vậy thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Các em, hôm sau ta sẽ có hai nội dung chúng ta sẽ đề cập tới trong buổi ngày hôm sau. Thứ nhất là ta sẽ thực hành để cây quyết định và các cái cây quyết định phức tạp, đúng không? Cùng với xem xét việc ra quyết định trong cái môi trường không chắc chắn, có nghĩa là cái môi trường mà ta không biết sản xuất. Thì ngày nay cái một tỷ lệ không nhỏ cái môi trường này mà các cái nhà quản trị phải đối diện khi ra quyết định này cũng là không nhỏ nha. Ta sẽ xem xét những cách thức ra quyết định trong cái môi trường không chắc chắn này, cùng với việc thực hành để vẽ cái quyết định nha. Hôm sau chúng ta sẽ thảo luận về cái bài toán số 12 này ha, và các em sẽ thực hành vẽ. Hôm sau thầy sẽ kiểm tra bằng cách là em vẽ cái bài 12 này, và thầy sẽ yêu cầu em sẽ mở camera và cho thầy xem và các bạn xem coi cái quyết định của em vẽ như thế nào, có đúng hay không. Tất nhiên em vẽ thì em cũng phải vẽ trên một cái tờ giấy đủ lớn, đúng không? Vì ta đang vẽ từ trái qua phải, như vậy em phải bố trí một cái diện tích đủ lớn để thể hiện được các cái nội dung này. Rồi chúng ta nghỉ ở đây nha các em. Rồi chào các em nha. Dạ chào thầy. Rồi nhớ hôm sau chuẩn bị sẵn Excel để có thể cài được cái SMG plan để có thể thực hành nha. Chuẩn bị máy tính đi nha. Nếu Excel của em chưa có đăng ký đây thì em có thể đem ra dịch vụ máy tính để người ta giúp em chuyện đó. Bởi vì cái Excel em phải được đăng ký, và không phải chỉ ở cái tri plan này mà tiếp tới ta làm quy hoạch tuyến tính thì khi đó những server em mới thực hiện được. Rồi chúng ta nghỉ ở đây nha.